tay. Không khác nữa. Bên đây đẹp hơn. Ở cái lò nó sập rồi tôi sợ tôi phải nắm mắt thôi. Không để chạy nhẹ nhàng. Đâu chị làm cho quen nên chị biết. Ở sẵn đây rồi. Con ra đây chị này. Còn ông đó là bác đang làm cho hết cái sơ này chứ này. Cái ông ấy là mình rèn cái ít vào, ông rèn chưa, cái kỹ thuật chưa đúng. Cái chính này vào cái cho xuôi vào đây tức này, xuôi trong cái chân nhỏ bớt thì 20 mét. Xuôi hai nữa là cái độ dày này, cái độ dày này là phải mỏng lên tí nữa. Đó, mình đặt là dày quá là nhảy xuống là nó nặng, nó không tự do. Cái này to hơn là chị. Cái này để mới to. Rồi nó ôm đó. Ôm chi?